Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Lại chết thêm một lần nữa. Chuyện gì vậy trời? Không có đầu mối gì cả. Nhưng có một điều có thể chắc chắn. Giữa nơi này với tiểu Phật tự có tồn tại một sức mạnh thần bí mà một khi bước vào thì sẽ chết. Quá quỷ dị rồi. Mới nãy đã dùng mấy cái mạng để thử tiếp cận tiểu Phật tự này, nhưng lần nào cũng chết không một điềm báo nào. Ngay cả bay lượn cũng vậy, chỉ cần đi vào khu vực này thì sẽ bị giết chết. Đã thử hết tất cả các cách rồi, lẽ nào thực sự là ngõ cụt hay sao? Nếu là game thì cho dù khó tới đâu cũng nên có giới hạn. Cho dù kỵ sĩ khô cốt và kiến bay có mạnh tới đâu thì tới cuối cùng vẫn là có thể tìm ra được cách tìm ra được cách đánh. Nhưng cái này thì lại giết chết ngay lập tức, mà không có bất kỳ điểm báo nào. Không đúng, chuyện này vốn không giống như là đấu với bot, càng giống như là cửa. Không sử dụng chìa khóa thì không tài nào vào được cánh cửa. Cũng chính là nói, muốn vào được tiểu Phật tự thì phải có được chìa khóa tương ứng. Nhưng, nơi hiện tại có thể tìm kiếm manh mối, ở Phật Thành chỉ có ao sen. Nơi đó cũng không có gì cả. Luyện được kỹ năng tâm thiền cấp 7, nghĩa nào? Khởi động tâm thiền. Đầu là kỹ năng thuộc về Phật Thành, nhưng tâm thiền lại không nâng cấp tấn công, phòng thủ hay là tốc độ, nhưng lại có tiêu hao nguyên khí để duy trì trạng thái. Vậy thì chỉ có một chức năng mà thôi. Vận tâm thiền mới đi vào được. Không chết, mình đoán đúng rồi. Quá tốt rồi. Nếu như vậy thì có thể đi điều tra tiểu Phật tự đó rồi. Nguyên khí. Khoan đã. Tốc độ tiêu hao nguyên khí mới lấy có phải nhanh quá rồi hay không hả? Nếu đã như vậy, thế thì một hơi xông qua đó luôn vậy. Cạn nguyên khí. Tuy tốc độ toàn lực xông lên cũng không đủ để xông tới tiểu Phật tự, nhưng nếu lợi dụng kiến bay nhanh quá. Cái này, tốc độ thì nhanh đấy, nhưng duy trì hai loại trạng thái này thì tiêu hao nguyên khí lại càng nhanh hơn. Xem ra muốn dùng tâm thiền cấp 7 để thông qua khu vực này là điều không thể nào rồi. Nhất định là phải có được kỹ năng cấp cao hơn mới được. Phải đi luyện thêm ở ao sen thôi. Alo, sao cậu yếu xìu vậy? Mau tới ao sen để quay kịch hay đi. Kịch hay gì cơ? Chuyện này sao? Cậu tới rồi thì biết ngay thôi. Trời đất, An tịnh ở trong truyền thuyết hay sao? Nghe nói vẫn chưa có nhập học thì đã là cường giả cấp bậc truyền kỳ rồi. Đàn anh 53 Dương Liệt cấp truyền kỳ. Chẳng trách đàn anh Dương Liệt lại nói muốn giết chết đóa Phật Tâm Liên đó mà để làm quà học nhập học đấy. Đừng có lãng phí thời gian vào mấy chuyện nhàm chán này nữa. Tôi không cần quà nhập học gì đó đâu. Hơn nữa, dựa vào anh thì cũng không giết được đóa huyết văn Phật Tâm Liên đó. Thì ra cái con quái vật ở trong hồ tên là huyết văn Phật Tâm Liên. Xem ra An Gia sớm đã điều tra tư liệu của con quái vật đó rồi. Tên nhóc Dương Gia này quả nhiên là muốn nịnh bợ An Gia mà. Mới khai giảng thì đã nghĩ ra chiêu này rồi. Miên Đồ, cậu cũng ở đây sao? Tuy Dương Gia có một chút danh tiếng, nhưng vẫn còn kém xa với An Gia lắm. Việc làm ăn của Dương Gia đều phải coi sắc mặt của An Gia cả. An Tịnh sẽ không coi trọng anh ta đâu. Đúng vậy, chỉ có Huyền.
Jin cắt ngang, tôi không có một chút hứng thú. Tôi không có một chút xíu hứng thú nào với An Tĩnh cả. Suy cho cùng, là em gái của bạn à? Ây, không thể nào bắt nạt được. Cậu kêu tôi tới, cậu kêu tôi tới chính là vì chuyện này sao? Ây, em gái của cậu được người ta theo đuổi, thân là người anh trai như cậu, không tới quan sát tại chỗ một chút hay sao? Cậu cũng đúng là chê chuyện chưa đủ lớn mà. Không ngờ lại không có lòng tin với tôi như vậy. Vậy sau khi tôi chết, huyết văn Phật tâm niên này thì An Tịnh nhất định là phải nhận món quà này của tôi. Lời hứa này không có ý nghĩa gì cả, anh không cần chuốc nhục về mình. Vậy thì tôi giết nó cho cô coi. Sinh vật truyền kỳ, ngân nhãn vũ ương, còn là hai con nữa. Đánh nhanh thắng nhanh đi. Chỉ là chiêu trò còn con mà thôi. Không ngờ lông vũ có thể miễn dịch với sự ăn mòn của máu. Không hổ danh là sinh vật cấp truyền kỳ nha. Nói không chừng Phật tâm niên thực sự sẽ bị. Đâu có đơn giản như vậy. Trận đấu vẫn chưa kết thúc mà. Mở ra. Lỗi giận rồi. Dựa theo lý mà nói thì đại đa số thể phách của sinh vật thứ nguyên hệ của thứ nguyên hệ thực vật rất là yếu mới đúng. Nhưng tên này thực sự đã khắc phục được đặc tính này. Ơi, tao quay thử mày có thể tiếp chiêu này không? Kim quang thủy. Không ngờ thứ nguyên này còn biết nguyên khí kỹ dạng phòng ngự nữa sao. Nhưng cái tên này có vẻ cũng chỉ biết phòng ngự đòn tấn công bốn mặt. Mình chỉ cần như vậy thì có thể kìm hãm nó lại, rồi cho nó thêm một vũ ương tấn công từ phía trên. Ơi, anh ta là muốn. Đó là cái bẫy đó. Lại nhìn thấy rồi chứ. Bị giết ngay tức khắc. Trực tiếp mất đi một con chủ lực. Dương Nhiệt lỗ lặng rồi. Quay về rồi. Cậu mới đầu thì đã cảm thấy tôi đấu không lại huyết văn Phật tâm niên rồi nhỉ? Sao cậu biết vậy? À thì... còn có thể làm sao nữa, tất nhiên là nhìn ra rồi. Anh Văn đứng hạng 2 của cuộc thi thực chiến ở Quy Đức Phủ đấy. Hạng 2 của Quy Đức Phủ? Ồ, đúng là lợi hại mà. Không ngờ còn có mặt mũi để cười. Xem ra mất một con ngân nhãn vũ ương thì Dương Thiếu cũng không để ở trong lòng dù chỉ một chút nhỉ. Nếu là tôi thì chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào rồi. Vậy tôi trái lại muốn coi thử cái vị đứng hạng 2 này có cao kiến gì để giết quái vật đó đây. Mắc gì phải nói với anh cơ chứ. Nếu anh Văn ra tay thì tất nhiên là sẽ dễ như trở bàn tay. Còn lâu mới thảm hại như anh. Anh có nắm chắc sẽ giết được huyết văn Phật tâm liên hay không? Tuy không cam tâm,
Nhưng mình đúng thật là vẫn chưa giết được huyết văn Phật Tâm Niên này ở trong khềm. Huyết Niên ở trong hiện thực lại còn chơi kỹ năng chưa từng xuất hiện ở trong game nữa. Làm gì vậy hả? Thì ra là sợ rồi sao? Tham gia mấy cậu cũng chỉ là biết sử dụng miệng mà thôi. Vậy chúng ta cùng nhau thử thấy sao? Lý Huyền, không ngờ cái tên công tử bột tiếng xấu đồn xa của Lý gia này cũng góp mặt. Chuyện mà ngay cả nhân nặng ngân nhãn vũ ưng còn không làm được, chỉ dựa vào mấy tên này thì còn không phải là nằm mơ giữa ban ngày hay sao? Được, vậy tôi mỏi mắt mong chờ nhé. Sao cậu không quản được cái miệng của cậu vậy? Ơi, cậu đứng được, cậu cũng đừng trách cậu ấy nữa. Nếu đã ứng chiến rồi thì phải thương lượng kế sách mới được. Tuy trong game đánh không lại Huyết Niên, nhưng bây giờ là ba người. Chẳng lẽ chắc sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều so với đấu đơn. Đặc biệt là Lý Huyền cũng có hai con sinh vật truyền kỳ, chưa chắc không có sức chiến đấu. Vấn đề bây giờ chính là làm sao tiến vào ao sen đây. Dựa vào kiến khô cốt thì nhất định là không được. Nếu hành động rồi thì tôi cũng không tài nào quan tâm tới ba người được. Thực ra sau khi huyết văn Phật Tâm Niên xuất hiện thì tôi vẫn luôn tìm chứng đồng hành hệ bay lượn. Nhưng thứ đó quá là hiếm có rồi, cũng chỉ có thể tìm được Ốc thiên không miễn cưỡng có thể bay. Ốc biển biết bay, sao cảm thấy không đáng tin cậy chút nào vậy? Chuyện này cứ giao cho em. Rùa vảy rồng, tôi tưởng cái đó của Chu Văn đã hiếm thấy rồi, không ngờ cậu cũng giống một chứng đồng hành cấp người phàm đấy. Anh Huyền và anh Văn cứ yên tâm chiến đấu, em sẽ chỉ huy rùa vảy rồng này để tiếp ứng cho hai anh. Được, chúng ta lên thôi Chu Văn. Triệu hồi. Tới lượt tôi rồi. Cũng là sinh vật truyền kỳ, sao có thể? Đây thực sự là tam thiếu gia phóng đãng đó của Lý gia hay sao? Chết tiệt! Nếu mình cũng có tài nguyên như là Lý gia và An gia thì... Năng lực bơi lội của Ốc Thiên Không vốn không được linh hoạt. Cậu phải canh chừng Lý Huyền, tuyệt đối đừng để cậu ấy rớt xuống nước. Cứ giao cho tôi. Lên thôi. Giao cho mày đấy, kiến khô cốt. Khô cốt thích. Lại là chiêu này. Giở lại trò cũ để dẫn dụ bọn mình tấn công từ phía trên sau. Không cần. Cứ xử nó ngay chính diện đi. Hổ. Giết. Rớt. Không ngờ trong niên tâm còn giấu một con cóc sao.
Đại lực thần quyền. Từ Miên Đồ, mau đi đỡ lấy Lý Huyền, tôi đi giải quyết nốt con cóc này. Giao cho tôi. Xong rồi. Cậu, đừng trách tao. Chu Văn, lại được cậu cứu thêm một lần nữa rồi. Không thể nào, sao mày còn giấu một con thú cưng đồng hành biết bay nữa vậy hả? Đầu tiên là gây ra trận chiến này, sau đó lại hùng hồn nói mình sẽ tiếp ứng bọn tôi. Cái này cũng không giống tính cách của cậu chút nào. Mày diễn quá tệ rồi. Tại sao? Lý Huyền, người bên cạnh của mày sớm đã bị anh hai của mày là Lý Tiêu mua chuộc hết rồi, mày không đấu lại anh ta đâu. Chỉ bằng cả đám đi chết chung đi. Mẹ nó. Học viện Tịch Dương, phòng điều tra. Chúng tôi đã hiểu kha khá tình hình rồi, hai người có thể về trước. Lý Huyền tôi tệ tới như vậy sao? Người ở bên cạnh tôi, hết người này tới người khác đều muốn giết tôi. Ơi! Cậu với anh hai của cậu rốt cuộc có mối thâm thù đại hận gì vậy? Trăm phương ngàn kế cũng muốn giết chết cậu. Sau khi anh cả chết thì tôi đã không có qua lại gì với anh hai rồi. Anh ấy với ông già bàn luận đại sự gia tộc của anh ấy. Còn tôi thì cứ làm thiếu gia của tôi. Nếu cậu không tranh giành quyền lực với anh ấy, vậy tại sao anh ấy cứ muốn đuổi cùng giết tận cậu vậy? Quyền lực của Lý gia, anh ấy... Còn lâu mới vì chút chuyện nhỏ này mà xử tôi đấy. Vậy tại sao? Dừng lại. Đi thôi, nói chuyện ở đây không có tiện. Cho nên là tại sao phải tới phòng ngủ của tôi để uống rượu hả? Lát nữa cậu phải dọn dẹp sạch sẽ đó nha. Chu Văn, cậu chắc cũng biết chênh lệch giữa cấp bậc sinh vật nhỉ? Người phàm, truyền kỳ, sử thi và thần thoại. Hơn nữa, dựa theo cấp bậc càng cao, thì chênh lệch giữa cấp trên và cấp dưới sẽ càng ngày càng lớn, cuối cùng trở thành khoảng cách không tài nào vượt qua được. Trong chênh lệch này, cậu cảm thấy loài người sẽ làm sao giết chết sinh vật cấp thần thoại đầu tiên đây? Nói cái này để làm gì? Trong sách không phải đã có ghi chép rồi sao? 6 vị anh hùng cấp sử thi sơ khai nhất của liên bang trải qua 3 ngày 3 đêm cuối cùng mới. Đầu nào ăn nói lung tung cả. Đối mặt với rào chắn sức mạnh cấp cao nhất, đừng nói là 6 người cấp sử thi, cho dù có 100 người cũng không đủ tư cách. Nguyên nhân thật sự mà 6 vị anh hùng đánh bại được sinh vật thần thoại chính là bọn họ cũng có sinh vật đồng hành cấp thần thoại. Khoan đã, cái này không hợp logic. Không giết chết sinh vật thần thoại, sao có được thú cưng đồng hành cấp thần thoại? Sinh vật thần thoại giết chết, thú cưng đồng hành thần thoại sinh ra, một vòng tuần hoàn.
Thần ban. Có người ban tặng chìa khóa giết chết sinh vật thần thoại cho 6 vị anh hùng. Thả ấu trùng của sinh vật thần thoại. Ai thần ban, chuyện vô căn cứ như vậy cũng chỉ có trong truyền thuyết thôi nhỉ. Ai truyền thuyết, liên bang có thành lập ra bộ phận cao nhất để quản lý chuyện của 6 vị anh hùng. Chỉ chẳng qua là đại đa số mọi người đều không biết mà thôi. Bộ phận này chính là sắp xếp loài người, đặc biệt nhận được tư cách giống như là 6 vị anh hùng vậy. Thần ban là thực sự tồn tại hay sao? Nhưng tại sao Lý Huyền lại muốn nói những chuyện này với mình? Lẽ nào cậu? Đúng vậy, ông già đã chỉ định tôi là người thừa kế đầu tiên của có tư cách được thần ban của Lý gia. Lý Mạc Bạch muốn cướp lấy tư cách này thì chỉ có một cách. Chính là tôi phải chết.